Tài trợ chúng ta làm câu 4.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Sở Giáo dục Hà Nội 2023-2024. Để xác định công thức khoáng vật X, tiến hành các thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1. Cho 5,55 gram X tác dụng hết với dung dịch HCl để tổ khí không màu, không mùi, làm đục nước vôi trong. Không màu, không mùi, làm đục nước vôi trong là khí nào ta? CO2. Dự đoán nó là CO2. Rồi tiếp tục. Nhưng không làm ống màu bromine chắc chắn là CO2 rồi. Thí nghiệm 2 là nung m gam x ở 250 độ C. Thu được chắc chắn Z chỉ chứa một chất có khối lượng giảm so với và hỗn hợp khí và hơi không màu, không mùi. Khí và hơi không màu không mùi. Khí thì vẫn dự đoán nó là chưa biết hơi nhưng mà chắc chắn nó là nước rồi. Khả năng cao nó là nước. Tiếp tục đun nóng Z ở nhiệt độ cao hơn. Nhiệt độ cao hơn thì khối lượng vẫn không đổi. Lấy 1,855 gam Z cho tác dụng với dung dịch HCl thì sau vẫn thu được 3,92 lít khí. Tìm công thức của X. Hơi chua chát em ha. Bây giờ chúng ta cần phải biết được chính xác nó là thằng nào đã. Như vậy Y ở đây thầy dám khẳng định 100% nó là CO2. Thì đầu tiên em có mol CO2 là bằng bao nhiêu? 0,03 đúng không em? Rồi, bây giờ nếu mà cái thông tin đầu tiên người ta cho chúng ta đó. Thông tin đầu tiên chúng ta cho người ta cho chúng ta thì bằng hiểu như thế này. Cho X này tác dụng với HCl thì thu được khí Y không màu, không mùi, đâm đụng nó vào trong và cũng là mất màu brom. Rồi các bạn hiểu đề không nè? Các bạn hiểu đề không để thầy giảng cho. Bạn hiểu này. Dễ lắm. Bài này không khó lắm đâu. Bây giờ chúng ta bám vào đâu ạ? Chúng ta bám vào đâu để giải? Bám vào thí nghiệm 2 ạ. Cái chỗ mà mình suy luận từ chỗ cho 250 độ C thu được chất rắn Z, cái sau đó nung tiếp thì hắn vẫn không đổi thầy. Tức là như vậy ở Là từ đây đó là mình ok, hiểu ý em rồi. Cái nghĩa là ở đây nếu mà nung không đổi tức là điều này chứng tỏ là khi mà nung nóng với nung nóng nhiệt độ cao hơn thì khối lượng không đổi. chỗ đó em có thể xem được là ban đầu nó là có thể là trong khoáng chất nó chứa một muối của axit, nó chứa một muối axit của kim loại kiềm, Là một mối cái trung sau khi hòa. nung thì Đúng không? dạ đúng rồi, nên là em gọi Z chỗ đó là M2CO3, cái em tìm M cái từ đó nó ngọn giải. Như câu này như bữa trước mình có làm rồi đúng không ta? Có không đăng rồi. Các bạn nhớ lại đi, như câu này bữa trước mình có làm một cái câu tương tự rồi. Giống Gần giống luôn là á. giống là Đúng Đề Bắc Ninh, không ạ? Đề Bắc Ninh. Bữa trước thầy trò chúng ta làm rồi nè. Bây giờ lấy chất Z này hiểu như thế này, khối lượng không đổi này tức là cái thằng này chắc chắn nó sẽ về một cái muối dạng không có dạng ngầm nước, hiểu này. Người ta nung nóng ở nhiệt độ này thì thu được chất Z chỉ chứa một chất có khối lượng giảm chừng đó so với X và hỗn hợp khí và hơi không mùi không màu. Nếu tiếp tục đun Z đến nhiệt độ cao hơn thì vẫn không đổi. Tức nghĩa là ở đây nó sẽ bị nhiệt phân duy nhất tạo thành thành một chất gì đó và lấy chất Z này. Như vậy dự đoán ở đây chất Z ở đây nếu mà nó không bị nung nữa thì ở đây mình suy ra gì? Từ đây thầy có thể suy ra Z chúng ta là R2CO3 được không ạ? Bởi vì nó không đổi rồi. Nếu mà nó là muối của kim loại kiềm thổ như là R2CO3 cụ thể như là CaCO3 thì nó vẫn bị nhiệt phân nữa đúng không em? Như vậy thì khẳng định 100% luôn à, thằng Z chúng ta là R2CO3. Coi kiến gì không em ơi?
Cái kiến gì chỗ này không đã? Và ở đây nghe kỹ, chúng ta cũng trong trường hợp này khẳng định các bạn luôn. Thằng này là mối của kim loại kiềm nha. Mối của kim loại kiềm. Rồi, bây giờ chúng ta đi tính money. Money đây tức là mol CO2 mượn tới nhà thầy bằng bao nhiêu? 3,0392 chia cho 22,4. 0,0175. Giờ chúng ta có phương trình này em ơi, xét phương trình tại đây. Chúng ta tìm ra R bằng bao nhiêu là xong. Sau đó mình sẽ lấy đoạn kia. Khải hiểu không Khải ơi? Dạ có. Ngày hôm nay mình toàn xử lý những câu khó không à. Hân ơi em theo kịp không Hân ơi? Dạ được thầy. Được chưa? Giờ em đi thi vào lớp, em thi học sinh giỏi nữa thì thầy có giúp được em nhiều không? Dạ cũng phần đủ cả rồi. Ok, thầy làm nhiều lắm. Rất mạnh luôn. Rồi bạn tính cho thầy đi. R bằng 23. 23 thầy natri. Rồi như vậy khi mình tìm được R rồi, đúng không ạ? Bây giờ như vậy khoáng vật x này nếu mà dựa đây thì mình tìm ra thằng này rồi. Chúng ta cần hai cái nữa để xử lý nó. Như vậy từ đây mình có thể xét được khoáng vật x là thằng nào không ạ? Vì nó kêu thu được phần hỗn hợp khí đúng không em? Hỗn hợp khí và hơi, tức là trong này có khí và hơi. Hơi đây mình dự đoán chắc chắn là gì rồi? Nước. Hiểu vấn đề không em? Các bạn hiểu vấn đề thầy nói không? Như vậy ở đây làm sao chúng ta biết được chúng ta đặt công thức của thằng x này như thế nào ạ? Em. Dạ đặt công thức hóa học của đặt công thức của x là x na 2CO3 y na HCO3 với lại là N2O. Chắc chưa? Này là nó có thể là dạng tinh thể không? Ta phản xạ nó có dạng tinh thể. Nó vẫn có thể dạng tinh thể không ta? Chắc không, tôi có thể nha. Ở đây nó là khoáng vật, như vậy dạng nó là dạng tinh thể ngậm nước đúng không ạ? Như vậy ở đây chúng ta nếu mà chúng ta nung này, x ở đây chắc chắn là theo mình nói là nó là Na2CO3. NaHCO3 và N phân tử nước đúng không ạ? Nhiệm vụ chúng ta là đi tính, còn không thì chúng ta cho là x đi. Như vậy nếu mà chúng ta nhược phân thằng này đúng không ạ? Na2CO3, NaHCO3, X2O. Mình nung thì thu được cho một chất rắn Z là Na2CO3, khí CO2 và X2O. Ok, cái gì không đã? Rồi bây giờ chúng ta đi cân bằng như thế nào đây ta? Các bạn mình đi cân bằng như thế nào đây ạ? Hơi khó à. Nếu mà để như thế này cân bằng thì hơi khó đấy. Còn nếu khó quá thì mình dùng cái gì để thay thế em ơi? Còn không thì chúng ta làm theo từng công đoạn đi. Còn không thì chúng ta tách nó thành ba chất rồi từ từ chúng ta xử lý tiếp. Thì cái đó nó khó bị sai số em. Cái đầu tiên mình nung thì nó sẽ tách thành ba chất trước đã.
Sau đó thằng NaHC3 này chúng ta đi nhược phân. Thu được Na2CO3 cộng H2O. Cái kính gì không em ơi? Nhiệm vụ của bạn là muốn tìm được công thức hợp của x thì chúng ta cần giải mã mol của x. Đúng chưa? Như vậy đây mình cho nó là A mol đi. A không trùng. Thế đây là A. Thế đây là A. A. XA. Cái kiến gì này không đã? Alo, các bạn ý kiến gì không đã? Dạ không ạ. Rồi, tới đây thì mình xử lý như thế nào đây em ơi? Bây giờ cái chỗ tăng giảm này, bây giờ người ta kêu là có khối lượng giảm 57,3% so với x. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có khối lượng của gì đây em ạ? Khối lượng của Na2C3 đúng không ạ? Là bằng 57,03%. Khối lượng của thằng kia chúng ta là tính cho thầy rời từng chắc đi. Na2CO3 giảm so với x, như vậy bằng 100% của x này, tương đương là không biết các bạn có hiểu thầy đang nói gì không ạ? Từ đây em sẽ tìm được biểu thức chứa A và chữ X. Thử nha. Nó giảm em ạ. À. Nó giảm thì nó còn lại bao nhiêu em ơi? Cái này để 57,03 đúng hay sai ta? Em, nó giảm thì nó còn lại bao nhiêu ạ? À? Nó giảm thì nó phải còn lại là 40 mấy? 42,07 đúng không ạ? À? Các bạn có đồng ý với thầy điều đó không? Alo. Các bạn có hiểu ý thầy nói không Yeah. Nó giảm mà, cho nó giảm thì cái lượng rắn nó còn lại ở đây như này. Nếu mà như thế này cũng 42,07 đúng mấy đó. Đúng quý ơi. Ôi, 97 mà. Đúng rồi. Quên 97. Chứ sao nữa? Bởi vì nó giảm đi thì khối lượng rắn nó còn lại như này. Để tính tính lại cho thầy đi. Nãy thầy rồi chúng ta bị sao cho này. Mình làm từ từ nha, cho nó khỏi sai số. 106 nhân 05 nhân 100.
Chúng ta cần tìm ma tìm mít nữa là xong. Nhưng mà thấy gì đó nó xa xa quá rồi nè. Ui, mình biết mình sai chỗ nào không bạn ơi. Sau vẫn thì na 2 số 3 chúng ta là bao nhiêu mon em ơi? Đây đúng không? A. Mà na 2 số 3 chúng ta là 1,5A chứ đúng không? Tức là như thế này. Chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa A với X ngay là xong. Thầy biết cái x là na số 3 gặp na số 3 mà không phải là na số 3 gặp 9 na số 3 thì Mình đang giả sử tư liệu thầy dìm. nếu thầy gọi thì cái thí nghiệm một mình có dùng không dùng Em nghĩ thí nghiệm một là nơi là chứng minh là có thằng na số 3 và tính cái tỷ lệ nó chứ. Ok, như vậy cái xét cái này sau đi ha. Cái đoạn đoạn đầu của thí nghiệm 2 xử lý sau được không ạ? Đoạn đầu nếu đoạn 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 thí nghiệm 1 thì chúng ta tìm ra được cái ha. Bởi vì bây giờ là trong trường hợp này nó vẫn có thể có là bây giờ nếu mà như vậy thì nó như thế nào nhỉ? Nếu mà mình xét cái hỗn hợp ấy chúng ta không có na H3, ý em là như vậy hả Đăng? Vâng, cái này từ từ Ừ, giả cứ là sử có đi giả sử luôn. làm đi thì ẩu quá phải không? Tức là mình đang xét dạng tinh thể muối ngầm nước đó. Rồi cứ làm thế đi, từ từ rồi quay lại cũng được, cái này vẫn được mà, hợp lý mà. Tới đây. 15900, tức là mình xét cái trường hợp mà mol CO2. Nếu mà đây mol CO2 thì cái thằng này là nếu Na2CO3 đúng không em? X phân tử nước thì vô lý đúng không ạ? Ý em là như vậy phải không Mà Đăng? Ok, thầy lỡ rồi, làm đây luôn đi, lỡ là đúng rồi em ơi. Chúng ta còn sắp xếp lại nữa mà, câu khó mà. Bảy bảy ba năm phẩy bảy, bảy bảy ba phẩy bốn sáu x. Từ đây chúng ta sẽ tìm được x đi. X sẽ theo A nha. Chúng ta chia cho 773 phải bằng 46. Thì x bằng 10 em ạ. 10A. Như vậy muốn tìm như vậy thầy cần tìm muốn tìm x thì cần tìm A thôi. Mà muốn tìm A thì chúng ta dựa vào trên. X bằng 10A. Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta có này. Như vậy Na2CO3 NaHCO3 X phân tử nước. Chúng ta đi tác dụng với HCl thì thu được khí Y. Bạn nào ý kiến gì thì hỏi đây em ơi. Câu khó đấy. Bữa trước mình có làm một câu đúng rồi, câu Bắc Ninh á. Đây là 3, đây là 2. Bao nhiêu nước em ơi? Cộng 2 nước đúng không ạ? Cái kiến gì không ạ? Thằng này là 0,03. Cái chuyển qua đây nó là 0,05.
không 15. Chúng ta làm xong chúng ta thấy có một cái điểm gì đó mà chúng ta chưa hợp lý, chúng ta xử lý lại. Nói vậy mà tìm được x ở đây luôn hả ta? Một không sáu cộng 84 cộng cho 18x bằng bằng bao nhiêu đây em ơi? Khối lượng là 555. Rồi. Hưng ơi, em làm được câu này không Hưng ơi? Dạ, theo em thầy phải đạt cái x này siêu 3 và y nó hết siêu 3 chứ nó biết tỷ lệ ra nào thầy. Cái tỷ lệ của siêu 3 với nó hết siêu 3 nó phải Tức là ở đây nếu đúng hơn thì mình sẽ đặt x thì z thì đúng hơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nếu đúng hơn thì bài này đặt x z thêm ạ, bởi vì bởi vì nó vẫn có khả năng đó là mấy thằng này chắc gì nó đã trọn vẹn đâu. Thì đây hợp lý luôn á, theo mình thì nên đặt x z. Dạ theo Nghe em ơi, nghĩa là nếu mà ban đầu mình đặt cái ghi giá thì nếu mà giả sử thì na giả sử như thầy thì na siêu ba na siêu ba là một một thì giả cái đi một một là tỷ lệ một một. thì hiểu rồi. Bây giờ thầy sẽ bỏ đoạn này đi, đoạn này mình sẽ lấy số cùng này đoạn, vì lúc đầu mình đang lưỡng lự là không biết là nó có hay không thì đặt đây x này, x này, y này, z này, đúng không em? Thì đây mình sẽ làm từ từ cho bạn hiểu nha. Thì nếu như vậy thì nó sinh thế nào cho bạn hiểu nha, nó vẫn rối em ạ. Nếu ở đây mình nhìn thấy là đúng x bằng 10 đúng không ta? Nói vậy thì dữ kiện dưới này nó thừa mất em, dữ kiện thí nghiệm đầu thí nghiệm 2 nó thừa mất hết sức phi lý. Thí nghiệm đầu để chứng minh có thằng nát số 3 này. Em chứng minh bằng cái nào em nói nghe thầy nghe xem. Thì giả sử là nó chỉ có na số 3 tính ra mol na số 3 rồi thấy được cái n số 2 nó không giống kia thì chắc chắn là có thêm na số 3. Tức là ở đây em, ý em là bây giờ em sẽ xét thí nghiệm 1 đúng không? Đúng không? Thí nghiệm 1, bây giờ em xét hai trường hợp đúng không? Trường hợp 1 là gì? Nó là NA2C3 đúng không em? Ngầm x phân tử nước đúng không Đăng ơi? Vâng. Như vậy khi mà nó tác dụng với HCl thì từ từ chúng ta tách thành đi Na2CO3 cộng cho H2O. Sau đó chính thằng Na2CO3 này cho đây tác dụng với HCl để tạo thành NaCl cộng CO2 cộng H2O. Rồi số mol thằng này có là 0,03. Thì chuyển qua đây là 0,03. Đây 0,03, em chuyển qua đây là 0,03. Em là như thế này đúng chưa Đăng ơi? Vâng. Ok, mình có 106 cộng cho 18x bằng 555 chia cho 0,03. Đây em tính x bằng bao nhiêu? Năm 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 bốn phẩy ba tám loại đúng không em? Điều này chứng tỏ là nó sẽ có trường hợp 2, đó là nó chứa Na2CO3. Rồi bây giờ chúng ta xét như thế nào cho nó hợp lý đây ta? Na2CO3 là gì nữa?
một tí nữa đem mời là nó ra. Na 2 sư 3 thì như thế nào đây ạ? Bây giờ ở đây mình cũng không biết được cái tỷ lệ nó như thế nào. Như vậy ở đây mình suy ra là gì? Tới đây mình suy ra này. X chắc chắn chưa NaH sư 3 được không các bạn ơi? Các bạn ý kiến gì không đã? Alo, các bạn ý kiến gì không đã? Alo, các bạn ý kiến gì không đã? Như vậy thí nghiệm 2 thì mình chưa biết nó tỷ lệ như thế nào, hiểu không ạ? Như vậy đây thì mình cứ cho nó là A, B, C đi ha. A, B, C được không ạ? Cái có rồi. Thì đặt cái giấy đi. Các bạn này hữu ý thì nói không ạ? Cái giấy nó bị trùng rồi. Thì mình cho thằng này là T đi, T chả liên quan cho nó trước đây này, T đi. Đó. Được chưa? Như vậy ở đây nó là x y từ nha. Cái thằng này là v và u đúng không em? Ở bề dạng này đâu có dạng này đâu. Không, không có dạng này. Thông thường nó có dạng ngầm nước thôi, không có. Như vậy đây đặt là x đi. Y n a h c 3 và z h 2 o. Nhiệm vụ của em là đi tìm XYZ, XYZ. Mà muốn tìm XYZ thì em sẽ đi tìm số mol. Như vậy đây mình đặt số mol đi. Na2C3, NaHCO3 và H2O. Đây mới đúng này. Quý ơi em theo kịp không quý ơi? Dạ, ok thầy. Các bạn thông cảm cho thầy. Thầy muốn nghỉ sớm lắm nhưng mà không được đâu. Do cái bài đang là dở dang mà. Các bạn cố gắng cho thầy một tí. Như vậy nhiệm vụ của bạn là muốn tìm tỷ lệ x chia cho z thì chúng ta chỉ cần tìm tỷ lệ a chia b chia c. Cái kiến gì không đã? Cái kiến gì không đã em ơi? Rồi ok, như vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái thí nghiệm 1 để chúng ta tìm mối liên hệ giữa hai máy này. Như vậy biểu thức đầu tiên chúng ta có đó là gì? 555 đúng không em? Chúng ta có 106A cộng 84B cộng 18C bằng 555. Rồi tiếp tục. Phương trình Na2CO3. Nếu mình làm như thế này thì nó hợp lý này. Chúng ta dùng HCl. Không biết các bạn có hiểu thầy đang nói gì không? Nhưng ơi em theo kịp không Nhưng ơi? Câu lạ đấy em, câu lạ nhưng mà chúng ta phải có bản lĩnh mới làm được. Rồi, ok em có biểu thức thứ hai là A cộng B bằng 0,03. Như vậy chúng ta cần tìm một biểu thức nữa. Mà biểu thức này thì chúng ta lấy ở đâu? Lấy đâu em ơi? Lấy chỗ tăng giảm gì nữa? Đúng không ạ? Lấy chỗ nung 250 độ C gì nữa thì khối lượng giảm chừng này gam, đúng chưa? Đúng. Như vậy dưới này thầy bỏ luôn đi. Như vậy bây giờ mình mới xét thí nghiệm 2, hợp lý rồi này. Lúc đầu định hướng sai thì chúng ta phải định hướng lại thôi. Thí nghiệm 2 thì ở đây chúng ta sẽ có đó là nung m gam. M gam này thì khối lượng nó khác rồi em ha. Thì m gam bây giờ chúng ta là gì? Đây trong 5,55 gam. Chia ra trong m gam thì nó là như thế nào em ơi? Thì thằng này là T KA KB. Cái kiến gì vô này không ạ? Cái này chắc bạn hiểu chứ đúng không? Mình đặt nó là K đi.
Trong thí nghiệm 2 thì chúng ta cũng tách ra ấy vậy. Thằng nào nhược phân thì nhược phân, còn không nhược phân thì kệ nó. Rồi, nung 10 gram thằng này thì thu được một chất rắn có khối lượng giảm. Như vậy mình sẽ có là NaHCO3 chúng ta nhược phân thôi. Trở thành Na2CO3 cộng CO2 cộng H2O. Cái số mol thằng này là Kb. Thì chuyển qua đây nó là 0,5 Kb. Được chưa? Như vậy chúng ta thu được rắn chết bây giờ là Na2CO3 với số mol là Ka cộng 0,5 Kb. Cây kính gì không em ơi? Cây kính gì không đã? Như vậy ở đây chúng ta có này, khối lượng Z này nó bằng 40, nó giảm 57,03. Thì bây giờ chúng ta lấy 100 trừ 57,03 thì ra khối lượng nó bây giờ sẽ là bao nhiêu mời? 42,97. Thì thằng này là 42,97% khối lượng của X tương đương. À, 106 nhân Ka cộng 0,5 Kb bằng 42,96 à, 42,97. Hiểu không các bạn ơi? Thì chúng ta thấy là hai thằng này có đặc điểm giống nhau là K. K chúng ta sẽ rút gọn ha. Được chưa em ạ? K rút gọn hết này. Chúng ta tương đương từ từ đi. Là chúng ta sẽ ra vị thứ thứ ba 106A nhân 100. Thì nhân 100 qua luôn nhé. 10600 A. Năm ba không không. Bốn hai phẩy chín bảy nhân cho 106. 4554,82. Ở đây chắc có niềm tin rồi đó. Không biết là hướng đi như thế này có ai muốn thay đổi không ạ? Em ta đi giải đi em ơi. Biểu thức này biểu thức thứ ba. Tính cho thằng ABC bằng bao nhiêu? Có như bài toán hết. Hợp lý rồi đó, thấy 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 hợp lý cao rồi đó. Giờ A bằng B bằng 0,015. C bằng 0,15 này. 0,015 và 0,15. Như vậy em tìm được x chia cho z là hết rồi đó. Mà bạn lưu ý là cái khoáng vật trong vô cơ thì nó có thể rút gọn được em nha. Như vậy nó tỷ lệ tương ứng là 1:1:10. Như vậy công thức bây giờ sẽ là
Quý ơi, thầy làm thế này em có đồng ý với thầy không? Dạ đồng ý thầy. Chung là lúc đầu thầy hay bị bỡ ngỡ, bởi vì không biết là trong này nó xử lý như thế nào thì nó hơi bị khập khiễng một xíu. Tuy nhiên sau một thời gian phân tích thì chúng ta thấy chúng ta bị ngu quá. Mình đổi lại. Ủa thầy ơi, Em ơi. cái mình khỏi cần xét cái trường hợp 1 mà có na sơ 3 được thầy. Tại vì trường hợp 2 ta nó nung có không một khí và hơi thầy. Cũng được. Ok, cũng được em ạ. Nếu mà nó có na 2 sơ 3 không thì nó không có hơi. Đúng rồi, như vậy bỏ này luôn. Cũng được mà. Cũng được, không mất điểm đâu ha. Ok, đang ơi, em có hiểu không đang ơi? Dạ rồi. Bữa trước mình có gặp một câu này rồi, để mình lọc lại, kiếm lại. Ok.